Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với trang tin Politico rằng Bắc Kinh đã từ chối yêu cầu gặp mặt của Kiev vào một thời điểm nào đó trong chuyến thăm Thụy Sĩ chung của họ. Trong khi một quan chức Mỹ khác nói rằng Trung Quốc đã loại trừ bất kỳ cuộc gặp gỡ ngoại giao nào với Ukraine theo đề nghị của Nga. Politico viết, quyết định của Trung Quốc không gặp mặt người Ukraine có vẻ là cố ý chứ không phải do vấn đề về lịch trình. Tổng thống Zelensky cũng đã tỏ thái độ về thông tin ông bị Trung Quốc từ chối gặp mặt. Tin tức về sự lạnh nhạt rõ ràng là một trở ngại đối với ông Zelensky. Trước đó, 83 nước đã nhóm họp tại thị trấn Davos, bang Graubünden, Thụy Sĩ để tìm điểm chung về công thức hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Nội dung vòng thảo luận dựa trên công thức hòa bình 10 điểm mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra nhằm thiết lập một nền hòa bình lâu dài, công bằng ở Ukraine. Theo hãng tin Reuters, phát biểu sau cuộc họp, ông Andriy Jemak nhấn mạnh Trung Quốc cần có mặt tại bàn thảo luận khi Kiev triệu tập các cuộc họp tiếp theo về công thức hòa bình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignacio Cassis nhấn mạnh phải làm mọi cách để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Ông Cassis nói sau cuộc họp, Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng, chúng ta phải tìm cách hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề này. Lưu ý rằng cả Moscow và Kiev đều không sẵn sàng nhượng bộ. Tuy nhiên tại cuộc họp này, Trung Quốc đã vắng mặt. Mặt khác, tổng thống Ukraina đã dành 24 giờ để thuyết phục giới thượng lưu phố Wall đầu tư và hàn gắn mối quan hệ với các đồng minh cũ như một phần trong nỗ lực thúc đẩy nỗ lực chiến tranh đang chùn bước. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Zelensky tới Davos với tư cách là tổng thống Ukraina sau khi phát biểu qua video vào những năm trước và ông đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như những người khác đang cố gắng có được một lời từ ông, trong khi nhà lãnh đạo này được bao quanh bởi một đội ngũ an ninh đông đảo, một nhóm mật vụ mặc bộ đồ tối màu và đeo tai nghe luôn bám sát ông Zelensky. Vệ sĩ riêng có mặt khắp khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ khi các tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới tới đây, nhưng không ai phải đối mặt với những mối đe dọa như ông Zelensky. Đồng thời tổng thống Ukraina đến Thụy Sĩ trong bối cảnh ngày càng có cảm giác rằng động lực trên chiến trường đang nghiêng về phía quân đội Nga, trong khi các liên minh đã ủng hộ đất nước ông qua hai năm giao tranh đang bắt đầu dạn nứt. Ông đã tận dụng 24 giờ quý báu ở Davos để làm mới câu chuyện. Trong suốt 24 giờ cũng diễn ra những cuộc tiếp xúc song phương sôi nổi, bao gồm cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Tổng thư ký Jens Stoltenberg của NATO, tổ chức mà Ukraine luôn muốn gia nhập. Đồ đốc Rob cho biết, NATO phải đối mặt với thế giới nguy hiểm nhất trong nhiều thập kỷ và kêu gọi các nước tăng cường hợp tác. Mới đây, tại cuộc họp ở Bruxelles, đội đốc Hà Lan Rob Bauer hiện đứng đầu ủy ban chỉ huy quân sự của NATO cảnh báo các mảng kiến tạo quyền lực trên thế giới đang dịch chuyển. Ông Rob Bauer cho biết để tăng cường khả năng phòng thủ tập thể, chúng ta cần cách tiếp cận mới. Chúng ta cần thay đổi tư duy, mọi thứ đều phải lên kế hoạch kiểm soát được, tập trung vào hiệu quả hoạt động ở thời đại mà mọi thứ có thể xảy ra bất cứ lúc nào một thời đại mà chúng ta cần tập trung vào hiệu quả. Bầu ở miêu tả thời gian kéo dài của kế hoạch quân sự là một dấu hiệu cho thấy tính hiệu quả hoạt động quân sự của Ukraine. Khi cuộc phản công mùa xuân được ca ngợi của nước này năm ngoái đã không thể đảo ngược được tình thế đang xa rút của ghi ép trên tiền tuyến. Nga cũng khiến các nhà quan sát phương Tây ngạc nhiên về khả năng phục hồi kinh tế của mình. Nền kinh tế nước này tiếp tục phát triển, bất chấp các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu mà Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ giáng một đòn chí mạng vào nền kinh tế Nga. Trong khi đó, các nền kinh tế châu Âu đang trùn bước trước sức ép của giá năng lượng tăng vọt do lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, ông Bauer khẳng định các nước châu Âu nên dành nhiều kinh phí hơn cho chi tiêu quân sự, đồng thời nói rằng chúng ta cần một sự chuyển đổi về giao tranh của NATO. Phó Tổng thư ký NATO Mircea Gioanna đã tán thành phát biểu của đô đốc Hà Lan và lưu ý tại Hội nghị Thường đỉnh NATO ở Vilnius, Litva, các nhà lãnh đạo đã đồng ý mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới ít nhất là 2% GDP cũng liên quan đến giao tranh căng thẳng ở nga và ukraine gần đây nga áp dụng một chiến lược mới mà các chuyên gia cho là có thể gây ra những vấn đề lớn hơn cho những nỗ lực của ukraine nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công đó là nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng và tuyến hậu cần của ukraine để vận chuyển vũ khí tới tiền tuyến giữa bối cảnh khả năng tự sản xuất vũ khí của kiev trở nên quan trọng hơn bao giờ hết bởi sự hỗ trợ quân sự của phương tây đang suy giảm chiến thuật của nga được tiến hành vào thời điểm không mấy thuận lợi cho ukraine ngay lúc nước này tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược, cũng như nguồn cung từ phương Tây trở nên bấp bênh hơn. Vadim Skibitsky, đại diện một cơ quan tình báo quân sự của Ukraine cho biết, hiện Nga chủ yếu nhắm vào tổ hợp quân sự, công nghiệp của Ukraine, trong khi vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng. Nga cũng thừa nhận về việc thực hiện chiến lược trên khi thông báo nước này đã nhắm vào các cơ sở sản xuất đạn dược và UAV ở Ukraine, hai vũ khí hiệu quả nhất để loại bỏ quân đội và các phương tiện chiến đấu. Theo mạng tin châu Phi Semaphore.com ngày 17 tháng 1, chiến dịch tấn công tàu thuyền trên biển đỏ kéo dài hàng tháng qua của Houthi là mối đe dọa đặc biệt đối với Trung Quốc. Quốc gia phụ thuộc nhiều vào kênh đào Suez và eo biển Bát Emandep để vận chuyển các sản phẩm sang thị trường châu Âu. Trung Quốc cũng phụ thuộc nhiều hơn Mỹ vào nhập khẩu dầu khí từ các nước như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iran và Qatar. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với các phóng viên mới đây rằng Trung Quốc lo ngại về căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ và kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế để ngăn xung đột leo thang. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan đóng vai trò mang tính xây dựng và có trách nhiệm trong việc giữ gìn Biển Đỏ an toàn và ổn định, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc từ chối tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu, được gọi là chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng, bắt đầu kiểm soát Biển Đỏ vào tháng trước. Ở cấp độ rộng hơn, các cuộc tấn công quân sự ngày càng tăng nhằm vào nhau giữa Mỹ và Hầu Thì đe dọa lợi ích ngoại giao ở Trung Đông của Trung Quốc mùa xuân năm ngoái, Bắc Kinh đã làm trung gian để bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran. Thỏa thuận này một phần dựa trên cam kết của Iran với Trung Quốc trong việc cắt nguồn cung cấp quân sự cho Houthi và hạn chế các cuộc tấn công của lực lượng này vào các mục tiêu của Ả Rập Xê Út và quốc tế. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã muốn Trung Quốc hỗ trợ kiềm chế Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Trong diễn biến có liên quan, ngày 17 tháng 1, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, tướng Haji Halevi cho rằng khả năng Israel bị lôi vào một cuộc xung đột ở Liban đang gia tăng. Ông cho biết thêm, tôi không biết khi nào xung đột ở miền Bắc sẽ diễn ra. Tôi có thể nói với bạn rằng khả năng điều đó xảy ra trong những tháng tới cao hơn nhiều so với trước đây. Tướng Herji Halevi cho biết, bài học từ xung đột ở giải Gaza sẽ được áp dụng để chống lại Hezbollah và các đồng minh của lực lượng này. Tướng Halevi đã đến cuộc tập trận của quân đội Israel mô phỏng tấn công bên trong Liban. Ông Halevi nói rằng Israel đang tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu ở Liban khi Tel Aviv tìm cách ổn định biên giới phía Bắc và tạo điều kiện cho hàng chục nghìn người Israel sống tại khu vực này phải sơ tán cách đây vài tháng, được trở về nhà. Do giao tranh không ngừng, ước tính khoảng 80.000 người ở miền Bắc Israel đã phải di rời. Một số sơ tán theo lệnh của chính phủ, trong khi những người khác rời đi bởi lo ngại của chính họ. Ông Halevi nhấn mạnh, IDF có mục tiêu rất rõ ràng ở Liban là đưa người dân trở về phía Bắc. Tờ Times of Israel đưa tin, nhiều tên lửa của Hamas từ Liban đã nhắm vào Rosh Hanikra ở miền Bắc Israel hôm 17 tháng 1. Quan chức quân sự này nói thêm rằng Israel sẽ áp dụng những bài học rút ra từ xung đột ở Gaza. Nếu nước này bắt tay vào chiến dịch đánh bật Hezbollah và những nhóm khác đang đe dọa Israel ra khỏi biên giới, đã có nhiều đợt phóng hỏa lực xuyên biên giới mới được ghi nhận hôm 17 tháng 1, bao gồm khoảng 20 rocket phóng vào làng biên giới ven biển Rosh Hanikra ở miền Bắc Israel. Không có thiệt hại nào trong vụ phóng rocket này. Chúng đã bị bắn chặn hoặc rơi ở khu vực chống trải. Hamas nhận trách nhiệm về vụ phóng. Lực lượng này vẫn duy trì sự hiện diện ở Liban dưới sự bảo vệ của Hezbollah. Một thời gian ngắn sau vụ việc này, IDF cho biết đã trả đũa nhóm phóng rocket với một thành viên Hamas thiệt mạng. Ngày 17 tháng 1, IDF đã không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban. IDF tuyên bố các mục tiêu bao gồm tòa nhà quân sự và cơ sở hạ tầng. Xe tăng IDF đã nhằm vào một khu vực ở Aita Asab, miền Nam Liban, trong khi pháo binh của lực lượng này bắn phá ở khu vực Deir Ha'ira, Liban để loại bỏ các mối đe dọa. Số liệu được IDF chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 100 ngày xung đột Israel-Hamas bùng phát cho thấy kể từ hôm 7 tháng 10 năm 2023, Hezbollah đã phóng hơn 2.000 quả đạn từ Liban. Kể từ khi xung đột bùng phát tại Gaza, Israel đã thừa nhận khả năng cao xảy ra một cuộc xung đột tiếp theo ở biên giới phía Bắc và cam kết sẽ không bị bất ngờ lần nữa như vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Israel đã nhiều lần tuyên bố Hezbollah sẽ phải rút lực lượng khỏi khu vực biên giới, theo yêu cầu của Nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc năm 2006, và điều này sẽ đạt được bằng con đường ngoại giao hoặc bằng vũ lực.